theo chân Nicky đi tham quan quán ăn ở kế bên nhà bà ngoại này, có rất nhiều sinh vật cảnh độc lạ Bình Dương luôn. Ở đây gọi là độc lạ Bình gì, độc lạ Đồng Nai, Biên Hòa. Đây, mình không biết loại chim này tên gì nữa. Các bạn biết hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Xin chào, xin chào. Bạn này là gì đấy ta? Có gì bên đó bên kia? Ôi ôi, ôi ông đi kiếm đi vô tự nhiên kìa. Ông bắn tay nha con, có chừng rớt nữa. Hồi đó là nuôi gì? Hồi đó nuôi cá. Này tiếp giòn này. Đấy. Ồ. Này cá, này cá cá lăng. Ừ. Ôi, cá tiếp giòn đây nè. Giòn đấy không anh? Tiếp giòn đấy. Trời ơi, đi qua đây luôn. Chó, chó nó sực. Nó chừng bạn chó nhá. À bên bếp hả? Quậy hả? Con chó này giống gì vậy? Đang nghèo hả? Trời ơi, nó khổng lồ. Nó mua về là to về luôn rồi hả? Chào bạn, bạn ngủ ngoài vậy bạn, dậy ăn đi chứ. Thôi mình đi chơi nữa đây.